Đầu quê của chủ nhật đang trồng cây phân đoạn là chia đất rồi à, nói chung là gia đình xào xáo của chúng chị trong cái phân đoạn này ha. Mong bà con nhớ đón xem cái MV à, Tiền Bạc Như Voi của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Đấy, rất là hấp dẫn nha quý chúng chị. Đây, mình đi qua đây. Cái nhà này á, mở cửa coi, không có ai khác cho má. Mở đi tu á, ta gọi người ta nhận qua. Ta đi người ta nha. Thôi, thằng với ba Bình Dương nha, mọi người cầm tài á, xã luôn nam. Mày thưởng thế quá, mày không danh dài. Nam ơi, mọi người có khi nào nãy giờ đang xem mà tưởng đâu đang cãi lộn thiệt không? Tại vì đang đóng cái MV nghe với cái chương trình, đang đóng MV cho nên là mọi người phải la trong cái bối cảnh á, trong cái bối cảnh gia đình xào xáo với nhau với chương trình. Mọi người có gì tình chị nha. Để follow chị Nam. Đi điều đó. 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 Xem sao bao lâu. Đó, chị. Đây là cái nơi của đây là cái kho bên ngoài đây, anh Long anh gói hàng từ sáng giờ rất là nhiều luôn quý chị. Tại nhà đó. Còn đây là phòng làm việc của anh theo quý chương trình. Đây dạng có bán tất cả các loại trà, trà đồng nhỏ này quý chương trình đó của công ty đó. Tiểu Long. Còn đây là ca sĩ Trương Vinh. Ở quý vị đó. Hôm nay làm nãy giờ la dữ em. Dạ. Dễ sợ luôn mà lúc nào cũng trơn như vậy. Hôm nay cũng vậy mà chị. Chị em mình đang lớp nè. Đây là diễn viên Bích Trâm ha quý anh chị. À, mình có thể là giới thiệu mình tí xíu được không? Hello mọi người, mình tên là Bích Trâm. Mọi người có còn nhớ những cái bộ phim hành động như là Hồ Sơ Lửa này, Con Gái Ông Chùm nè, rồi những cái vai phản diện của mình đóng không? Hôm nay mình rất là vui khi mà được anh Kim Tiểu Long mời và đóng MV của anh ấy. Thì chắc cũng rất mong quý vị khán giả xem và đón nhận tất cả mọi người đã ủng hộ Kim Tiểu Long nha. Vâng, cảm ơn diễn viên Bích Trâm ha đã chia sẻ một tí xíu trong cái MV mà Tiền Bạc Như Voi ha. Có gì xuất sắc để cho khán giả được xem. Dạ. Và chúc em nhiều thành công hơn nữa. Có bộ phim nào mà em diễn em tâm đắc nhất? Người ba mặt hồ sơ lửa. Cái phim đó thì giải hồ sơ xanh. Ồ, quá xuất sắc luôn ha. Thì sau bộ phim đó bây giờ em là phim hành động thích lắm. Tại vì kinh phí nhiều. Kinh phí rất là cao. Bây giờ như phim đồng Việt Nam mà chỉ có anh Lý Hải với lại có Ngô Thanh Văn đó. Kia nữa. Còn đây là bạn bạn như thế nào bạn, em có thể giới thiệu cho mọi người biết được em là ai tên gì.
Dạ chào mọi người, em sẽ là Bùi Thanh Châu. Hiện tại em là diễn viên, người mẫu ảnh, MC và KOL. Và em là diễn viên là chính. Ngày hôm nay em quay MV cùng với chị Trâm nè. Và anh Thanh quay MV cho anh Kim Tiểu Long. Em rất là vui. Em chỉ là quay phim nè, quảng cáo, MV. Nhân viên với mấy anh. Phim mấy bạn thích đó là phim Tiếng Ơi Không Muốn Vợ Rồi nè. Đó là phim Tết nè, 2013. Quá tuyệt vời luôn. Em có thể bật mí hồi nãy lại vô phòng có quay nhỏ nào không? Quay nhỏ, quay lâu. Hồi nãy là em và vai vợ của anh Long Trẻ. Thì có ba anh em. Thì cảnh hồi nãy là phải cho tài sản đúng không? Tài sản đúng không? Đặt bàn đúng không? Rất là tiền bạc như vôi. Cùng xem trong cùng xem bên với trong nha. Em có thể là bật mí tí xíu về cái công đoạn thứ hai á, là mình sẽ vào cái giai gì nữa không? Phần phần nổi thứ hai. Phản diện. Phản diện. Mọi người mua hàng hy vọng em sẽ xuất sắc trong cái vai diễn này, đặc biệt là bên cạnh anh Kim Tiểu Long, một nghệ sĩ rất là nổi tiếng, ông Dương Trải Lương, được nhiều khán giả biết tới em hơn và yêu em hơn, để sẽ thành công hơn nữa. Em cũng không chút thành cái người để cho mọi người theo dõi không đấy. Chắc là phần bay cái tiền ở đâu? Rồi, cảm ơn em nha. Bùi Thanh Châu á. Chúng em thành công cũng như là diễn viên Bích Trâm à, quý anh chị sẽ đón xem những cái hậu trường ha quý anh chị trong cái MV này đó, quý anh chị sẽ có đây, đây là nhân vật cũng là rất là đặc biệt ha đó. Không biết sao mà đạo diễn cho cảnh mà là cha đi đắt hết cho Tiêu Ly mới hay nữa. bây giờ đắt cho hết đó. Anh em mới phân tán để nhau vì đắt đây. Chị hết cho đi luôn đi. Chị đi với thêm. Dạ chị kia. Mọi người tay tóc còn phải chùm nữa nha. Bấm vô cái trang cá nhân. Kim Tiểu Ly ha quý chú chị. Hoặc là gửi bấm cho một tin nhắn gửi số điện thoại qua. Rồi đã sự cố tình luôn á. Em gọi lại cho mình. Ồ, Bích Trâm ở Dương Hương. Mà mong em đóng phim đâu là dặn bé nha, dặn em chứ. 22 tuổi rồi em. Em á, dặn em thề trong phim. Phim không? Hình như Ly nào giờ chưa đóng phim phải. Chưa. Ly chưa lên YouTube thôi à. Là YouTube, TikTok là nhiều lắm rồi. Ly hết đóng phim không Ly? Tiện nhiều đó. Đóng phim không? Có tiếng rồi. Có tiếng luôn đó. Thành tay nè. Bây giờ đáng cho đầu những tiền cái bài nào cho cho Ly vô này ha. À, quý cô chú anh chị nhớ đón xem MV Tiền Bạc Như Voi ha. Quý cô chú anh chị vừa nghe những cái khung đoạn, những cái phân cảnh mà nghe bên ngoài thôi là cũng rất là kịch tính, và phải nói là sẽ có những cái tình tiết rất là nảy lửa trong cái MV này quý anh chị. À, nó giống như ngoài đời thiệt gì đó. Nó rất là ý nghĩa luôn. Mong mọi người cô bác đón xem ha. Và đồng ủng hộ anh nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng như tất cả các diễn viên trẻ mình ha quý anh chị.